Chùa Tam Thanh tọa lạc bên trong một núi đá, còn gọi là Động Tam Thanh, thuộc thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Chùa được xây dựng từ thời Lê. Ngày nay, nhiều dấu ấn lịch sử được thể hiện cách khá rõ nét trên nhiều di tích của chùa. Tên gọi Tam Thanh để chỉ một quần thể gồm 3 hang động, gồm có Nhất Thanh, Nhị Thanh và Tam Thanh. Chùa Tam Thanh được xây dựng trong Động Tam Thanh nên chùa được lấy tên theo tên động. Động Tam Thanh nằm tựa mình vào dãy núi, có hình đàn voi nằm phục trên thảm cỏ xanh. Cửa động hướng về phía đông, được những hàng cây cổ thụ bao phủ che chắn như một án bình phong trấn giữ trước cửa thiền. Bước chân vào động vãn cảnh chùa, đầu tiên bạn phải bước qua 30 bậc đá được người xưa đục sâu vào sườn núi làm lối đi. Cứ mỗi bước chân đi lên, cảnh sắc xung quanh cũng dần thay đổi. Những hàng cây ven đường như muốn tỏa lại che chắn, ngày càng dày thêm. Vách đá hai bên đường dựng đứng treo leo như thách thức. Đi vào cửa động, qua cổng tam quan, các bạn sẽ thấy một không gian tâm linh huyền bí đến ảo diệu. Từng gian thờ Phật được đặt ở nhiều vị trí khác nhau, rất trang trọng, uy nghiêm chen lẫn giữa những thạch bàn sơn tạo. Vách động trước cửa hang có bài thơ của Ngô Thị Sĩ ca ngợi vẻ đẹp hùng vĩ của đất trời. Bài thơ có đoạn viết: suối trong tuôn chảy trong hàng trăm mỏm đá như đang trò chuyện. Quay lưng nhìn lại ngọn núi phía trước thấy hòn Ngọc Phu. Ngoài bài thơ chữ danh của Ngô Thị Sĩ, chùa Tam Thanh Lạng Sơn còn khiến cho bạn mãn nhãn với tượng Phật A Di Đà màu trắng, mềm mại, thuần khiết nhưng cũng rất trang nghiêm. Pho tượng được tạc thẳng vào vách đá trong tư thế đứng trong hình lá đề. Tượng Phật mang phong cách kiến trúc và thể hiện một phần nào tư tưởng Phật giáo nước ta thời Lê Mạt. Tượng cao 202 cm, rộng 65 cm, trong tư thế áo cà sa buông dài, chân định tuệ tay chỉ xuống đất. Bên trong chùa còn rất nhiều dấu ấn văn hóa lịch sử được thể hiện rõ nét qua nhiều bài thi phú của các bậc tiền nhân. Điều đặc biệt ở chùa Tam Thanh không chỉ có là nơi thờ tôn tượng Thích Ca và chư Phật. Trong thời kỳ Tam giáo đồng nguyên, có lúc chùa còn là nơi thờ Khổng Tử và Lão Tử, hai bậc minh triết của Nho giáo và Đạo giáo. Đây có lẽ là điều hiếm có ở bất kỳ một ngôi chùa nào tại Việt Nam. Vào sâu trong hang động, các bạn không khỏi ngỡ ngàng trước không gian tuyệt trần, từ những hồ nước trong xanh thác nước giả dích đêm ngày. Một trong số những hồ đó là hồ Âm Ti, hồ đẹp nhất trong quần thể hang động ở Tam Thanh. Quanh năm hồ Âm Ti xung quanh có màu nước xanh tươi, được bao phủ và xen cài bởi muôn trùng nhũ đá. Thank you.
Thank you.